Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đền Bà Búa. Hôm nay mình lên máy cắt cỏ nữa nha các bạn. Tại vì hàng bãi nó chưa có dời được các bạn, đang kẹt ngồi cản á. Nên là thôi chữa cháy các bạn, mình dời hàng mới nha. Để mà bán chữa cháy nè các bạn. Thì cỏ nó lên tận giái rồi mà hàng cắt cỏ bãi nó chưa có dời được các bạn. Thôi mình lên hàng mới nha. Thì hàng mới hôm nay mình báo giá sỉ luôn nha, báo giá một cây luôn. Còn các bạn lấy hai cây bao ship, còn các bạn lấy 5 cây thì mình sẽ đau cái giá xuống thấp, thấp xuống nữa nha các bạn. 5 cây là giá xuống nữa. Còn cái này là mình báo giá một cây cho các bạn tham khảo. Rồi có cái gì ta? Đầu mình giờ được cốt hẳn rồi nè các bạn. Đâu rồi, cốt hẳn rồi. Đây đây. Cốt hẳn nè các bạn, Yokohama Mitsu. Đâu ta? Kia kia, đúng rồi, cốt hẳn 7 người rưỡi nè các bạn. Đây. Đó, có khoảng 7 người rưỡi nè. Hàng Việt Nhật hợp tác nè bạn. Nó là hàng Toyota. Đó. Bữa giờ anh em đặt có khoảng quá trời mà không có hàng giao luôn bạn. Đó. Giờ mấy xăng có khoảng nha. Chứ mấy xăng cốc xéo nè bạn. Cái con này mình còn có một con nữa bạn, hết hàng rồi. Bữa mình giờ 50 cái mà mình bán hết hàng rồi bạn. Mấy xăng cốc xéo Yokohama 7 người rưỡi nè, còn đúng một cái thôi. Còn cái này là 6 người rưỡi bạn, Yokohama cốc xéo 6 người rưỡi nè. Mình còn không, cái này thì mình mới dời các bạn. Rồi hôm nay mình quên nhớ mình báo cho các bạn biết là mình dời được cái máy cưa binh rồi nè. Cưa binh bữa mình dời có một mẫu công ty nó đưa mình một cái á, mình quay mẫu bạn, nay mình dời được rồi nè. Đó, mình đóng dời được mấy thùng các bạn, công ty nó đưa dời được hàng rồi nè. Binh nó dày bự lắm bạn, nó là cưa binh nha các bạn. Cái này tương lai bán chắc chắn sẽ rất chạy đó các bạn. Nó thay thế cưa xăng nha các bạn, là dành cho những khu vực nào mà người dân người ta cắt gia đình đồ các bạn. Thì các bạn nhập hàng cưa binh đó giờ các bạn bán nha, bảo đảm bạn luôn, sau này nó chạy. Quên, mình có dời mẫu bình xịt động cơ 4 thì nè bạn. Nó là động cơ GX35 nha, H35 bạn, The One. Cái thằng này là hiệu của thằng này luôn nè các bạn nè, hiệu của thằng này luôn nè. Nhưng mà nó động cơ 4 thì nha, 35 nòng 40 ly các bạn, nòng 39 40 ly á. Rồi, máy phun vôi mình nhờ phun hạt, xả phân xả lúa giờ được nữa nè các bạn. Đó. Rồi. Vô đi, quay từng mẫu đó mình báo bây giờ mình lên báo giá nha, bình xịt điện các bạn, một bơm này, hai này hai bơm, kia một bơm. Còn cái này xả phân xả lúa nó phun thuốc được luôn đó bà, nó phun nước được luôn. Đó đó, nó có dụng cụ phun nước được luôn. Đây mình có dời mẫu đây. Cái này giờ được rồi nè các bạn. Bữa giờ anh em đặt hàng quá trời mà không có hàng bán luôn á. Cái này là một ngựa ti inox nha các bạn. Một ngựa ti 22 ti inox á. Rồi máy cưa nữa các bạn. Máy cưa xăng. Cưa xăng chai xanh nè. Mẫu này mình giờ được rồi nè. Hàng tàu nội địa đó bạn. Hàng này chất lượng lắm nha. Tàu nội địa nè. Đó. Tàu nội địa nha các bạn. Đó. Rồi. Súng bắn bu lông nữa bạn. Súng bắn bu lông thì mẫu đó mình bán lâu rồi. Mình vẫn giữ nha các bạn. Bán hoài luôn các bạn. Dưới mình dắt được công ty được mớ mấy sạc cỏ này các bạn à. Công ty nó thành lý được đâu mình dắt được có 20 cái thôi. Mấy sạc cỏ này. Hàng này bán chạy lắm mà bữa đứt hàng. Các bạn đặt hàng không có hàng giao luôn. Mấy sạc cỏ này các bạn à. Mitsu nó tên nó là gì ta? Mitsu Yama các bạn. Mitsu Yama 5200 nha. 5200cc nòng 44 ly các bạn. Mitsu Yama. Mình giờ được 20 cái thôi các bạn à, vét sạch kho luôn á. Công ty nó hết hàng luôn mà, vét sạch kho được 20 cái à. Rồi hôm nay lên gác cỏ thì có hu Thái Lan nè các bạn. Ít hôm nữa mình dời hu Campuchia nè, hu Ấn Độ nè, rồi hu Lào nè, rồi có cả hu gì. Nói chung là hu châu Á, viên ở châu Á luôn các bạn. Rồi, thì có gác cỏ thì mình dời mẫu những cái mẫu này là chế quanh pro nè các bạn. Đây, như hu Thái Lan chế quanh pro nè. Thằng này cũng chế quanh pro luôn nè các bạn. Quanh pro nữa là xăng. Còn như mẫu đây là nó xài chế Jin 3. Jin 3 đúng rồi, nó chế Jin 3. Đây là 53cc các bạn. Này mẫu này thì nó nòng 44 ly nha các bạn. Đó, hôm nay mình báo giá sỉ hết luôn nha. Một cái báo giá một cái tham khảo nha các bạn. Còn các bạn lấy hai cái bao ship, các bạn lấy 5 cái á, thì mình hạ cái giá thấp xuống cho các bạn nha. Rồi vô đi em, vô báo giá từng cái một đi. Đây.
Mình lên trước nha các bạn. Mẫu này là mẫu chạy chế One Pro này các bạn. Con này nó là đây hiệu nó là Washi các bạn à, Washi. Nòng 40 ly nha các bạn, Washi. Lấy thùng đồ ngời bư thùng đồ ngời ra cho anh em. Thì con này nó xài chế One Pro hai kim nha các bạn, chế xịn nha các bạn. Lưu ý nó xài chế xịn luôn á. Thì nó lợi xăng. Con này thì nó bao các bạn lợi xăng nha, tại vì nó chạy chế quanh bò rống mà các bạn, nó lợi xăng chế xịn đó các bạn. Lọc gió của nó là hai lọc nha. Đây bạn, nó có hai lọc gió nè. Lọc đây bạn. Chế xịn nè, có chỉnh nhìn cái chỗ này là biết này, hàng xịn luôn. Rồi, thì bố con này nó đang dùng là bố xịn luôn. Đây bạn, bố KFK nè. Không? Thì bố con này là hàng bãi, mình tháo ra mình thấy luôn các bạn, nó xài bố con này luôn các bạn. Máy Nhật bãi á, nó xài bố này luôn á. Rồi, thì giá con này là 2.150.000 cộng ship nha các bạn. Các bạn lấy hai con thì mình bao ship. Hai con này bao ship nha, một con này cộng ship. Phụ kiện nó đi kèm thì đầy đủ các bạn ạ. Ga nó là ga bóp này. Này các bạn, ga bóp, công tắc trên ga luôn nha, công tắc nằm trên ga. Đây còn cần nữa nè, còn tay ga nằm đây. Lưỡi dao đây các bạn, đó, lưỡi dao. Rồi tiếp mở buri rồi trong đây là tiếp mở này nọ nguyên bộ đồ ngời trong đây các bạn. Rồi trắng cỏ này. Rồi có dây đeo này. Cái này là mút các bạn, mút để bên hông nè. Với lại còn sách hướng dẫn này các bạn. Đó. Có sách hướng dẫn sử dụng luôn. Đây các bạn. Không. Rồi thì cây cần của nó, đưa anh cây cần em. Đây các bạn, cây cần của nó, chuông của nó đây. Ấy rất đông. Mới ngủ dậy thằng thiệt đấy chứ, làm vô cái ống chân anh đâu rồi. Đây bạn, cái bộ tum của nó đây bạn. Đây. Cần của nó, đầu bò của nó đây. Đầu bò nó nè bạn. Đầu bò thì nó có chén dao chống quấn cỏ bạn, đây nè. Với lại một cái nắp chống mòn ốc các bạn, thấy không? Rồi. Ốc là nó đã qua nhiệt xử lý rồi bạn, chống rỉ nè, ốc chống rỉ luôn nha. Ốc này là nó xài ốc ho thị đó bạn à. Ho thị sáu cạnh. Này nó xài ho thị tơi 27 đó bạn. Đầu bò này như đầu trâu luôn, bự lắm nha. Rồi. Ống cần là ống lớn nha các bạn, cần lớn. Cần này cần lớn nha, cùm nữa đây. Ốc ho thị hết luôn nha các bạn. Rồi. Đó. Rồi đó, thì full option nha. Thì nó đi kèm những gì là mình giao hết cho các bạn, mình cũng không lấy lại gì đâu. Thì mấy cái cỏ nó giờ sao mình giao hết cho các bạn nha. Bên công ty nó giờ những gì là mình giao hết cho các bạn luôn á. Thì các bạn giá một cái là, đợi đó đi em, đừng ráp lại từ từ. Đây bạn, giá một cái là 2.150.000 nha các bạn. Các bạn lấy hai cái là mình bao ship nha. Thằng này nó xài chế One Pro. Cái thằng này giá 2 năm trước là thằng này đó bạn, giá của nó tới 2.600.000 bạn, 2.500.000 luôn. Đó, năm nay là quá rẻ rồi nha các bạn. Năm nay công ty nó thanh lý. Nói chung năm nay là các bạn mua hàng mới là cực kỳ rẻ luôn. Tại vì công ty nó khó khăn các bạn, nên là nó đao giá xuống để nó thanh lý hàng tồn kho đó các bạn. Năm nay là các bạn mua cái gì cũng rẻ nha các bạn. Chứ còn năm trước các bạn, năm trước là cái loại này này mình nhập vô đã 2 triệu mấy rồi bạn. Đừng nói giá bán ra. Giá mình nhập vô là đã 2 triệu 2, 2 triệu 3 rồi đó bạn. Thằng này nè. Mà năm nay các bạn biết bao nhiêu không? Còn có 2 triệu mốt 50 là giá bán ra đó bạn, chứ không phải giá nhập đâu. Đó. Là cộng ship nha, các bạn lấy hai con thì bao ship. Các bạn lấy 5 con á thì mình sẽ giảm đau cái giá thấp nhất có thể cho các bạn nha. Các bạn lấy 5 con thì cứ nhắn tin gọi điện cho bên kế toán thư ký đầu. Bên mình sẽ đau cái giá thấp nhất xuống có thể cho các bạn. Lọc gió nó đây các bạn, đó hàng. Hàng này thì chất lượng bạn mình kiểm tra rồi, hàng này mình đã qua kiểm chứng rồi bạn từ năm trước rồi. Kiểm chứng nó rồi bạn. Chạy thử hết rồi, nói chung là chất lượng nha. Lật ngửa nó lại em. Ốc chân của nó nè bạn, ốc của nó thì nó đã qua xử lý nhiệt chống rỉ hết rồi bạn. Đó. Bố con là bố của KFK, KSK luôn mà. Rồi. Cho qua đi em, một con. Bỏ vô thùng đi đặt em, bỏ con kia lên. Tiếp bạn, mình lên dòng Hu Thái Lan nha các bạn, Hu Thái Lan. Hàng này thì hàng siêu chất lượng luôn mà, giá có 2.750.000 thôi. Hu Thái Lan nha. Đây. 2.750.000 cộng ship nha. Các bạn lấy hai con là bao ship. Đó, cứ mặc định cứ các bạn lấy một con thì tiền ship các bạn trả nha, còn các bạn lấy hai con thì mình bao ship cho các bạn luôn. Rồi, con này là Hu Thái Lan nha các bạn. Gà bóp nữa nè.
Đây mặt sâu của nó đây các bạn. Trong lóc nó có dập thu Thái Lan luôn nha các bạn. Nè lóc của nó nè. Các bạn thấy không? Đó, nó dập trong lóc thu Thái Lan luôn. Để tránh hàng nhái đó các bạn. Rồi. Thì con này là ga bóp nè các bạn, ga bóp công tắc nằm trên tay cầm luôn nha. On là mở nè, ép tắt nè, đó. Ốc là ốc đen luôn bạn, ốc chống rỉ luôn. Như máy Nhật Bản luôn bạn, y luôn. Không khác gì máy Nhật Bản luôn, ốc nó nè các bạn, ốc đen nè, chống rỉ luôn nè, thấy không? Ốc đen chống rỉ luôn. Thì con này nó hu Thái Lan này bình xăng con nó đang sử dụng là One Pro nha các bạn. Cái bình xăng con này mua mới mắc lắm các bạn. Nó giá mới của nó hình như là đâu 500 ngàn các bạn, một bộ bình xăng con này nè. Giá mới các bạn, mắc cực kỳ luôn nha. Đó, hu Thái Lan. Rồi, bình là bình One Pro xịn nha các bạn. Không phải bình họ tào lao đâu, biết đâu đó các bạn. Hàng bán cho anh em thợ không dám bán tào lao đâu. Giờ mấy ông chửi chết á. Rồi, lật lại qua nè em. Đây bạn, bình One Pro xịn nha các bạn, bình xịn luôn á. Đây lật lại, để anh lật cho em. Em cứ đợi đó đi. Rồi, em cầm cái cần lên cho anh đi. Đây các bạn, bình One Pro xịn, ốc chỉnh kim là màu đen nha. Ốc này cũng màu đen luôn nè. Hu Thái Lan từ từ màu đen luôn bạn, ốc đen như con kia luôn á. Lóc con này là lóc lóc chì bóng nha các bạn. Nè lóc chì bóng đẹp. Các bạn thấy không? Lóc chì bóng đẹp như máy bãi luôn mà. Hàng này thì bao cam kết là bao chất lượng nha các bạn. Nòng 41 ly mà. Nè, nòng 41 ly. Bao cam kết chất lượng luôn mà. Rồi, thì giá con này giá một cái là 2.750.000 các bạn. Đây. Giá một cái nha các bạn, 2.750.000 cộng ship. Các bạn lấy hai cái là bao ship nha. Còn các bạn lấy 5 cái các bạn thì mình sẽ đao cái giá thấp nhất xuống có thể cho các bạn nha. Nói chung các bạn lấy 50 cái thì gọi điện riêng bên mình nha, đao giá thấp xuống. Phụ tùng của nó đây các bạn, đi kèm thì nó có giấy bảo hành nè. Đây bạn, quy định bảo hành rồi nó có ghi hết luôn nè. Bảo hành 12 tháng luôn bạn, của công ty này luôn. Công ty này nó cũng nói chung là hàng chất lượng các bạn, nó đi đôi với lại cái gì ta, trách nhiệm, đúng rồi, trách nhiệm của công ty bạn. Hàng này rất là chất lượng nha. Đó, có phiếu bảo hành nè. Rồi có chắn cỏ nè bạn, chắn cỏ dày nha. Chắn cỏ này dày đó bạn à. Phụ kiện nó đi kèm, nó có dây rút nè, rồi tiếp mở bori nè, rồi cái lục giác cực kỳ dày bự luôn. Đó, lưỡi dao nè. Rồi sách hướng dẫn nè bạn. Ủa, một cọng cước nữa các bạn, nó cho một cuộn cước gai này. Rồi cái này là dây đeo nè. Đồ đợt này công ty đúng là nó đồ này nó giờ nó làm đúng là thiệt. Chắc mai mốt hàng bãi chắc nó thất sủng quá các bạn, kiểu này đúng là chết thiệt các bạn luôn. Chết luôn các bạn à, thiệt. Mai mốt hàng bãi không biết bán cho ai luôn các bạn. Công ty nó làm đúng là thiệt như vậy luôn á. Mai mốt hàng bãi mình không biết bán cho ai luôn. Đây. Thì nó có cái mút đeo bên hông nè các bạn à. Cái kia cũng có luôn nha. Đó. Các bạn nhìn cái cùm nó nè. Thấy không? Nó nhôm của nó là nhôm. Các bạn nhìn cái chất nhôm của nó khác cái cùm hồi nãy nha các bạn. Nè các bạn thấy nó bóng không? Đẹp không? Đó, cái chất nhôm nó khác nha. Ốc là ra chì luôn. Rồi. Đây. Chuông con của nó là chuông màu đen nha các bạn. Đó, chuông màu đen này. Chuông thép à, chuông này chuông thép luôn. Chống rỉ nè, chống mòn luôn. Ốc là ốc chì luôn. Đùa. Ốc này là ốc chống rỉ luôn. Ốc nó gia nhiệt chống rỉ luôn. Đầu bò của nó đây. Đây bạn, đầu bò của nó thì nó có dập chữ Hu Thái Lan này. Đó, Hu Thái này. Đây, thì cái này là nó có chống quấn cỏ này bạn, thấy không? Chống quấn cỏ này. Đùa, cái đầu bò cũng chất lượng các bạn, dày bự như đầu trâu á. Ốc nè, ốc là hoa thì hết luôn nha các bạn. Mình thích mấy cái đầu bò mà có cái nắp phủ bì nè các bạn, phủ bì như vậy nè. Đó, nó chống quấn cỏ hay lắm bạn. Cái đầu bò như vậy hay lắm. Rồi. Rồi bạn, Hu Thái Lan này thì giá của em nó là báo lại nha các bạn, 2.750.000. Đây bạn à. Giá một cái nha, 2.750.000. Các bạn lấy hai cái thì mình bao ship nha, còn lấy một cái là tiền ship các bạn trả nha các bạn. Tiền ship một con này khoảng tầm 70.000 thôi, không có nhiều đâu. Tiền ship của nó 50.000 đến 70.000 tùy máy nha các bạn, tùy nơi, 7-80 gì đó. Rồi thì để anh giật hơi lên cái thì em giật cái coi, em đè vậy là bố con nó lăn xuống kia sao mà giật.
đó bạn nghe nè, hơi nè các bạn. Thì ổ giật thằng này nó là trợ lực gọn đó bạn, hai tầng là so đó bạn, đó rồi bỏ đồ vô đi em, ráp lại đi em. Rồi mình cho qua mẫu nha các bạn, Hu Thái Lan. Dòng này bữa giờ trên thị trường nó cũng náo động thiên cung đó bạn, nó cũng nổi tiếng lắm, Hu Thái Lan này nè. Giá của nó thì vừa phải bạn, nhưng mà chất lượng của nó thì vượt trội nha các bạn. Chất lượng con này á thì công ty nó dám bảo hành 12 tháng luôn bạn, thì các bạn biết rồi đó. Này công ty nó dám bảo hành 12 tháng luôn à. Máy được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua này, ghê không? Công ty nó dám bảo hành thì các bạn hiểu rồi, hàng chất lượng cỡ nào rồi. Hàng này rất chất lượng luôn các bạn. Ok nha. Mình kiểm tra rồi bạn. Lỗi này mình đã qua kiểm tra rồi. Mình kiểm tra mình mới dám bán ra thị trường các bạn. Chứ ông không là anh em mắc vốn mình chết. Mắc vốn nhất cả đầu các bạn, giỡn đâu. Rồi cho qua đi em. Qua mẫu đi em, đợi đó đi em, đợi cho thằng Đạt nó ấy đi. Bỏ con TG 53 lên cho anh. Tiếp bạn, mình lên mẫu nòng 44 ly nha. À quên nói bạn, cái con Hu Thái đó là nòng 41 ly nha các bạn. Đó, còn con này là nòng 44 ly. 53 sơ sơ các bạn à. To lắm nha, to lắm. Như như cái nồi cơm điện nấu cho 10 người ăn các bạn. Con này nó là Kawahama nha các bạn, chứ không phải là Kawasaki đâu nha. Nó là Kawahama Teji 53. Hàng rồi. Gỡ bóp này bạn, y chang luôn. Trời ơi. Công tắc này. Bực lên xuống nè bạn. Nó công tắc nằm trên luôn. Kawahama. Thì bố con này nó dùng cũng là bố xịn luôn nha các bạn. Nè. R78 bạn, bố y chang cái bố con của thằng mấy bãi luôn trời. Đùa, bố con thằng này nó dùng là bố thép nha các bạn. Bố thép. Thép là nhôm này, thép bạn là bố thép nha. Đó. Nòng con này là 44 ly các bạn, TG 53 nòng 44 ly. Cái gì nữa ta? 53 cc các bạn, công suất của nó 53. Thì công suất con này là lớn nhất rồi các bạn à. Trong dòng mấy cái cỏ rồi, nó lớn nhất rồi. Giật hơi thử coi. Trời ơi. Đù. Hơi dữ lắm bạn. Đù. Bạn nghe không? Hơi dữ lắm nha. Rồi ok đó bạn. Thì con này giá năm trước các bạn biết giá bán trên thị trường của nó tới 3,1 triệu, 3,2 triệu đó bạn. Thằng này nè. Giá năm trước các bạn. Năm nay là phải nói với bạn là quá rẻ luôn, 2,4 triệu thôi. Đó, 2,4 triệu nha các bạn. 2,4 triệu là cộng ship nha các bạn, thì ship các bạn trả một cái. Các bạn lấy hai cái thì Đinh Ba Bố mình bao ship cho các bạn nha. Còn các bạn lấy 5 cái thì mình sẽ tính đào cái giá lùi xuống thấp nhất có thể cho các bạn nha. Là nếu mà các bạn lấy 5 cái, còn cái này mình đang báo giá một cái nha, cộng ship. Hai cái bao ship, 5 cái là mình lùi giá thấp hết cỡ cho các bạn. Thì phụ kiện nó đi kèm đây các bạn, thì có đầy đủ nè, lục giác nè, tiếp mở body nè, khó 10, khó 8 nè, ốc rồi đầy đủ. Nói chung là full option nha, cái mút nè các bạn, mút bỏ vô đây nè. Đó, mút vô đây. Lưỡi dao nè. Rồi cái gì đây? Sách hướng dẫn sử dụng các bạn, mà toàn tiếng Anh thôi. Chắn cỏ nè, cái can đông rượu bạn, cái này mang thêm nửa lít rượu nữa theo nữa, đúng bài luôn. Rồi cái này là cái gì, dây đeo các bạn, đó phụ tùng nó đi kèm vậy thôi. Rồi cái cần của nó đây các bạn, đây cần của nó thì bố con nè các bạn, chuông nè, chuông con của nó thì đã nó bằng thép nha các bạn, đã qua nhiệt rồi nè. Chung con đó nè. Cần này cần bự nha các bạn, cần bự á. Đầu bò nó như đầu trâu luôn mà nè, đầu bò nó nè. Đó, như đầu trâu luôn. Đầu bò nó. Rồi thì giấy đồ, nói chung đồ mới thì nó mới 100% rồi các bạn, nó không như đồ bãi đâu. Kawahama. Đồ bãi thì mình kiểm tra đầu bò nó có quay không, chứ lẽ đồ mới là đầu bò nó không quay. Nè bạn, nó quay nè, thấy không? Đó. Đồ bãi rồi phải coi thứ. Rồi thì giá em này là 2,4 triệu nha các bạn, nòng 44 ly. Công suất con này là lớn nhất rồi đó các bạn, 53 cc, nòng 44 ly, 2,4 triệu nha.
Con này giá của nó năm trước là 3,2 triệu đó mà, 3,1 triệu á, giá 3 triệu gì á, 3 triệu đúng rồi. Nói chung năm trước là mình nhập vô cũng xem cũng 2,6 triệu các bạn à. Cái giá nhập của năm trước á, mình nhập vô xem cũng cao các bạn. Năm nay đúng là công ty nó cũng nói chung là nó cũng khó các bạn, nên nó thanh lý con giá đào xuống cũng hơi thấp đó các bạn à. Quá thấp luôn. Thì con này nó xài bình xăng con là đây. Hiệu gì ta? Quay bên này em. Tháo ra để anh tháo ra coi thử bạn, coi thử đằng này nó xài đùa, cái nắp gió, bộ gió của nó nhìn cũng chất lượng các bạn. Bình xăng con là chỉ có mã số series thôi bạn. Đằng này nó xài hai hồng xăng nha các bạn, hai hồng gió bạn đây đó, hai hồng gió này giống như mấy con các cỏ mà đúng rồi, thằng Kawasaki nó cũng xài hai hồng gió luôn bạn, y chang luôn. Đúng là thằng này nó giống y 100% luôn bạn. Giống y chang luôn. Rồi. Giống 99% luôn các bạn. Rồi bạn, giá con này là 2,400,000 nha các bạn, 2,400,000. Cộng ship nha, lấy hai con là bao ship, lấy 5 con nữa là giá khác nha các bạn. 5 con giá khác nữa. Giật hơi cái coi, hàng ok lắm bạn. Rồi cho qua đi em. Tiếp tục các bạn, mình qua mẫu nha, qua mẫu đợi đó đi em, đợi đó cho anh Đạt vô, qua mẫu đi. Bơi cái đầu lên cho anh trước đi, còn phụ tùng là bơi tới sau, đúng không? Rồi bỏ xuống, đúng rồi. Mình qua mẫu này nè, mẫu này giá ok nè bạn, nó xài bình xăng, tại vì nó xài bình xăng con là không phải quanh rồ bạn, cho nên giá của nó ok một tí. Giá có là 1,9 triệu thôi, cộng ship nha các bạn. Mẫu này là năm trước là nó 2,3 triệu đó bạn, ít đâu, 2,3 triệu đó. Mà năm nay là còn có 1,9 triệu thôi. Đó. Này, cộng ship nha. Quá rẻ luôn mà, 1,9 triệu thì đằng này nó xài bình xăng con, bộ chới của nó là Gin 3 các bạn, bình Gin 3 nha. Thì bình xăng con Gin 3 là cũng nổi tiếng đó các bạn, không có, nó cũng hàng ok đó các bạn, hàng bộ chới Gin 3 là nổi tiếng đó. Rồi. Thì mẫu này là 1,9 triệu cộng ship nha các bạn. Này, giá là 1,9 triệu cộng ship, là giá một cái nha. Các bạn tham khảo giá một cái nha. Còn các bạn lấy hai cái á, là mình bao ship. Còn các bạn lấy 5 cái là mình đau cái thấp, giá thấp xuống nữa nha các bạn. Cái này mình đang báo giá một cái thôi. Còn các bạn lấy 5 cái mình đau cái giá thấp hết cỡ xuống cho các bạn luôn nha. Để cho các bạn giờ các bạn bán. Nói chung là lấy 5 cái là mình đau hết cỡ luôn. Còn bạn nào mà ở cái địa phương của các bạn mà có xe tải á, họ chạy ngang các bạn, mà họ giao hàng, giao mấy cái cỏ đồ, thì các bạn nên lấy của anh em xe tải cho nó đỡ tốn cái tiền vận chuyển đồ các bạn. Vận chuyển đi tới đi lui rồi, nói chung các bạn lấy gần nhà nó khỏe hơn đó các bạn. Rồi. Đây bạn. Thì bố con này nó đang dùng là bố không có tên gì đâu các bạn. Bố chắc là mình nghĩ không có tên tuổi gì đâu. Đó, không có tên gì đâu nha các bạn, thấy không? Không có tên tuổi gì đâu. Rồi. Thì cái giá này thì bố này cũng được bạn, bố con này có mấy chục ngàn rồi bạn, nó cũng không có đến nổi bạn. Quan trọng cái máy thôi. Rồi. Thì tay ga là ga bóp này các bạn. Ga bóp này. Đó, công tắc là trên tay cầm luôn nha. Đó. Phụ kiện nó đi kèm thì nó có gồm những mút nè, dây đeo nè, mà đồ mở đồ ngời nè, dao nè, rồi cái tay cầm thì nó có cả bộ luôn bạn, nó cả bộ nó nè. Rồi ngoài cái cần nha, cái cần ở đây bạn, tum bộ cái chung con này là nó qua gia nhiệt rồi nè bạn, đó nó gia nhiệt hết rồi, chống rỉ chống mồn, ốc cũng con này nó ốc của nó cũng qua xử lý chống rỉ rồi bạn, nè. Ốc này là nó xử lý chống rỉ rồi. Đầu bò của nó này đùa như đầu trâu ra, dạo này không biết sao mấy cái hàng này đầu bò nó làm bự dưới không biết, quay ngon lành nè các bạn, thấy không, hàng mới mà chứ hàng bãi đâu mà không quay các bạn. Rồi ống cần này hình như 26 bạn à, ống 26 nha. Con này thì nòng 40 ly nha các bạn, nó là hiệu, nó là Osaka các bạn nè, Osaka này, nòng 40 ly nha. Các bạn mua mấy thằng này các cỏ bên mình, các bạn chỉ còn nói giá bên mình biết các bạn mua loại nào nha. Đó, nói giá bên mình Osaka. Rồi các bạn lấy số lượng bao nhiêu cây báo bên mình, thì bên mình báo giá thấp xuống cho các bạn nha.
Rồi. Hiệu Osaka là 450 nè, 45 sơ sơ các bạn. Con này 45 sơ sơ, nòng 40 ly nha các bạn. Nắp bình xăng có lỗ thở luôn nè các bạn, thấy không? Rồi. Giật hơi thử, làm giật hơi thử em. Này có trợ lực gọn các bạn. Trợ lực gọn ở trong. Hơi dữ hơn. Hàng bây giờ đúng là hàng mới chất lượng đó các bạn. Chắc tương lai hàng bãi thất sủng không biết. Rồi. Phụ kiện nó đi kèm vậy thôi các bạn. Đó. Đầy đủ nha. Nói chung là full option nha các bạn, có sách hướng dẫn sử dụng nữa nè. Con này là 1.9 triệu là cộng ship nha các bạn, giá một cái nha. Các bạn lấy hai cái là bao ship, các bạn lấy 5 cái là giảm nữa nha. Hiệu của nó là Osaka nha các bạn. Nè. CG450 Osaka. Rồi, cho qua đi em. Bỏ xuống cho thằng Đạt em. Rồi. Cho máy đây bạn, máy sạc cỏ bạn, máy sạc cỏ này. 1.4 triệu. Ấy, đợi đó đi em, đợi cái đó luôn, đợi im đó luôn. Thì máy sạc cỏ này là 1.4 triệu nha các bạn. Cộng ship. Đây bạn, 1.4 triệu cộng ship này. Các bạn lấy hai cái là mình bao ship nha. Đó, cứ các bạn lấy hai cái là mình bao ship, còn lấy một cái là 1.4 triệu cộng ship. Còn các bạn lấy 5 cái thì gọi riêng bên mình báo giá lùi xuống hết cỡ cho bạn, nhưng mà lùi không được nhiều nữa đâu các bạn à. Mình tại vì mình báo giá một cái này là nó cũng xem như gần cái giá mà 10 cái cho các bạn rồi. Rồi. 1.4 triệu còn ship nha. Con này nó 52 sơ sơ các bạn à. Nòng của nó là 44 ly. Kéo cái khung ra cái em đúng rồi. Đây bạn, 52 sơ sơ Mitsubishi Yama các bạn à. Đây là 52 sơ sơ này. Nòng 44 ly nha. 1.4 triệu nha các bạn, cộng ship. Này nó xài bình xăng con là Jin 3 hay là gì đây? Đúng rồi, Jin 3 nha các bạn. Jin 3 bố này là bố lớn. Tâm này là tâm 430, 330 đó các bạn. 520 là xài chung. Rồi. Này mình chưa gắn dây ga cho các bạn nè. Này gắn cái gắn mẫu rồi các bạn. Đó, gắn mẫu rồi. Rồi. Thì giá là 1.4 triệu còn ship. Hàng này mình dời được 20 cái nữa thôi các bạn. Công ty nó đứt hàng rồi. Hết hàng rồi các bạn. Tại vì hàng này công ty nó thanh lý nên vét kho các bạn à. Nó dời, mình dời đúng 20 cái là hết hàng rồi các bạn. Không còn hàng luôn. Máy sạc cỏ nha các bạn. Này. Nguyên cái bộ cơm lơi này thôi các bạn. Năm trước, mấy năm trước là mua nguyên bộ này không nè. Cái bộ sạc này không này là đã gần 1 triệu rồi. Bộ này không nè các bạn, là gần 1 triệu rồi đó các bạn. Thì các bạn tháo cái này ra, đút cái đầu bò gắt cỏ vô là vừa 100% nha các bạn. Nó xài chính khía các bạn à. Bên trong nó xài chính khía. Thì các bạn tháo này ra, đút cái đầu bò của gắt cỏ vô là vừa hết nha. Đó. Cái bộ sạc này mắc tiền lắm bạn. Năm trước mình nhớ nhập, không nhầm là nhập vô là đã gần 1 triệu á. Chưa tính cái đầu máy nữa, thấy không? Tính là giá 1.4 triệu cộng ship là quá rẻ luôn mà. Công ty nó thanh lý quá rẻ luôn. Năm nay đồ mới đúng rẻ luôn mà. Rồi, mình giờ có 20 bộ thôi nha. Các bạn lấy mỗi người 5 bộ chắc hết đó các bạn. Mỗi người 2-3 bộ, 5 bộ gì là hết à. Rồi, cho qua đi em. Tiếp bạn. Rồi, để im nó luôn em. Để im nó luôn, lên chằn xịt đi. Lên, bây giờ mình lên xịt thuốc nha các bạn. Xịt thuốc. Đây. Lên xịt thuốc đi em. Xịt thuốc rửa xe các bạn. Ở đây em, ở đây. Đây bạn, mình lên mẫu quốc dân bên mình nha. Mẫu này mình đi một ngày mấy chục cái bạn, bán chạy lắm. Tanaka Taka Hiro các bạn, tên của nó là. Bữa nay mình mới đọc được cái tên nó nè, Taka Hiro nha các bạn. Một ngựa ti sứ. Đây bạn. T22 nha, một ngựa ti sứ. T22. Đó, mẫu này mình bán chạy lắm bạn, một ngựa ti sứ tim 2 này. Takahiro. Thì ốc là ốc nhuộm vàng này các bạn, đẹp nha. Đó. Một ngựa ti sứ Hiro nha các bạn. Rồi, thì giá là 1.190.000 bao ship nha. Ti sứ nha các bạn, lật ngựa nó ra đi em. Đây. Đó. Đây các bạn, ti sứ T22 nha các bạn. Đó. Rồi lật lại đi. Thì phụ cơ tùng nó đi kèm thì nó đây các bạn, phốt nó này. Nguyên một bị phốt nha các bạn, với lọc này, lọc thuốc này, dây hút dây hồi các bạn, với một cái buli gắn dây curo này bằng nhôm mà. Đó, phụ tùng nó đi kèm, phụ tùng nó đi kèm vậy thôi. 1.190.000 bao ship nha các bạn. 1 HP. Công suất con này là 1 HP nha các bạn, một ngựa. Áp con này là từ 5 đến 40 kg trên 1 cm khối này.
lượng nước đi ra là 14 đến 15 lít trên 1 phút nè. Đây các bạn, 14 đến 18 lít trên 1 phút. Đó. Rồi. Thì dòng này mình bán chạy lắm mà, một ngày mình đi mấy chục cái các bạn. Rồi này nè. 1.190.000 bao ship nha. Ti sứ một ngựa. Cái dòng ti sứ một ngựa là bán chạy lắm mà. Không hiểu sao cái thằng ti sứ một ngựa bán chạy bạn mà cái thằng hai ngựa lại bán chậm hơn nha. Hai ngựa hình như nó to quá bạn, motor kéo không nổi sao ạ. Còn cái thằng một ngựa này thì motor chỉ còn motor một ngựa, ngựa rưỡi là kéo thoải mái rồi bạn, nên là bán chạy hơn. Mình chả hiểu bạn, mình nói chung các bạn mua hàng nào nhiều thì mình nhập hàng đó nhiều thôi. Rồi. 1.190.000. Hiệu của nó là Takahiro nha các bạn. Bao ship nha. Các bạn lấy 5 cái thì mình giảm cho nha các bạn. Lấy số lượng từ 3 cái, 5 cái đổ lên thì mình giảm tí đỉnh thôi nha các bạn, chứ không giảm nhiều đâu. Tại vì hàng này mình báo cái giá là cũng sát đáy đại dương rồi. Rồi. Cho qua đi em. Để đặt cho qua em bơi cái kia lên đi em. Bơi cái đầu thôi em, phụ tùng lấy sau, bơi cái đầu lên nhanh. Tiếp bạn, mình dời được rồi nè. Cái này mình đứt hàng phải nói với bạn là nửa tháng nay luôn bạn, mình không dời hàng được, bực cái mình luôn bạn. Anh em thì đặt hàng quá trời mà không dời hàng được. Cái này là Kubota T-Inox nha các bạn, 1HB. Kubota T-Inox 1HB nha các bạn. Đây. Đây bạn. Đầu này là 1HB nha các bạn, một ngựa T22 nha. Kubota. Nè, T-Inox 1HB. Và nghe nè. Đó. Lỗ này mình bán chạy lắm các bạn à. Hàng nó giống như là phải nói với bạn hàng quốc dân luôn, bình dân bán chạy lắm mà nó đứt hàng hoài thôi. Cứ dời được 100 cái bán hơn cái là đứt hàng, dời cái đứt hàng. Thì cái này là 850 cộng ship nha các bạn. Đó, 850 thì nó full option luôn. Phốt nè. Đó. Rồi buli nè, dây hút dây hồi nè. Rồi cái nè, lọc thuốc nè, đó. Cái này là rửa xe xịt thuốc T-Inox 1HB. Một ngựa bạn T22 nha. Đó, T22 các bạn. Rồi, chỉnh áp đây. Hai đầu ra các bạn. Một đầu vô, một đầu hồi. Cái này là đầu bơm nước nha các bạn. Đầu này đầu bơm nước. Đây các bạn. Đó. Áp ạ. Đù cái lỗ này mình bán chạy lắm bạn. Nè, Kubota nè. 1HB. Đây bạn, 1 đến 1 ngựa rưỡi bạn, nó có ghi nè, 1 đến 1 ngựa rưỡi HB nè. Lượng nước nó ra là 10 đến 40 nè. Ký áp suất của nó là 10 đến 40 ký trên 1 cm khối nè. Lượng nước ra là 15 đến 20 lít trên 1 phút nè các bạn. Đó. Còn này là 1000 đến 12 BRBM nè các bạn. Rồi. Đầu này bán chạy hôm nay mình mới dời hàng được nè, mới dời được hôm nay thôi bạn. Kubota 1HB. T-Inox nha các bạn, T22. Nè. Đây bạn. Đầu đó. Thì giá một cái là 850 cộng ship nha các bạn. Các bạn lấy số lượng từ hai cái thì mình bao ship. Nhớ nha, lấy hai cái mình mới bao ship, tại cái giá này mình báo là mình lời mấy chục ngàn thôi bạn. Không có nhiều nữa đâu. Còn các bạn lấy hai cái thì mình bao ship nha. Lấy 5-10 cái thì mình giảm tí đỉnh thôi bạn, không giảm nhiều nữa đâu. Rồi, cho qua đi em. Rồi, bỏ cái đầu kia lên đi em. Phụ tùng của nó đừng lấy, em lấy đầu thôi. Tiếp bạn, đầu 2HB nha các bạn. 1.090.000 cộng ship. Còn này hai ngựa các bạn nên nó to nè. Nó bự nè bạn, nhìn bàn tay của mình nè. Không, to bự. Hai ngựa mà, nó phải to bự. Con này nó là hai ngựa và 2HB nè. Lượng nước áp của nó 10 đến 40 kg nè. Lượng nước con này nó ra thì tới 35 đến 40 lít trên 1 phút luôn bạn. Vậy là con này nó bơm nước được luôn mà. Đây. Đây bạn, con này nó xịt thuốc bơm nước. Đây, bơm nước thì đầu đây là đầu bơm nước nha các bạn. Đầu này là đầu đây hút nước, đầu đây là ra nước nè. Còn hai này là ra áp bạn, xịt rửa xe xịt thuốc là ra hai đầu này. Đây là đầu dây hồi nha. Dây hồi đây. Để bỏ cái ba lăng gắn vô em, bỏ ba lăng gắn vô cho anh coi. Đấy nè, đút ba lăng vô em. Có em có chưa có chốt rivet sao mà quay được em. Chưa có chốt à. Chốt đâu, chuẩn bị á, lấy cái chốt đút vô luôn em. Thì con này giá là 1.090.000 nha các bạn, cộng ship. Còn các bạn lấy hai con thì mình bao ship nha. Cứ mặc định lấy hai con là mình bao ship mà, lấy một con thì cộng ship giúp mình.
Còn các bạn lấy 5-10 con thì mình giảm tới đỉnh nữa thôi, không giảm được nhiều đâu các bạn. Đó. Gắn sơ vô được rồi em, không cần gắn chặt đâu. Rồi gắn sơ vô thôi, lát còn tháo nữa. Ám coi, mã dữ vậy trời. Trời ơi, ám nè bạn. Đó, xịt đó, và nghe xịt không? Đó, áp lên một cái lần nữa, xịt nè, nén nè. Ti con này là ti 32 nha các bạn, ti 32, ti inox lật ngửa nó lại em, ti nó bự lắm bạn, nè. Đó bạn, ti 32, ti inox nha. Thì con này nó lượng nước nó ra là nhiều bạn, cho nên là nó bơm nước được luôn. 30 đến 40 lít trên 1 phút là lượng nước nó ra các bạn, 30 đến 45 lít trên 1 phút. Đây là đầu hút nước này, đầu ra nước này. Là mua một được hai đó bạn, vừa bơm nước vừa nén luôn. Bên Thái Lan giờ nó dùng vậy đó bạn, bên nông nghiệp Thái Lan bây giờ nó dùng mấy cái máy này nè, nó bơm nước luôn bạn, bơm nước tưới luôn. Vừa hút nước vừa ra nước luôn. Nông nghiệp Việt Nam mình thì không biết dùng chưa. Chứ mình thấy mình coi mấy cái video bên Thái Lan họ làm nông nghiệp bạn, họ dùng cái máy này họ bơm nước luôn đó bạn. Rồi 1.090.000 nha. Con này là Kubota 2HB. Rồi cho qua đi bạn. Con này nó hai ngựa cho nên là motor phải trên hai ngựa kéo mới nổi nha các bạn. Motor mà dưới hai ngựa là thua, bỏ qua nha các bạn. Phụ kiện nó đi kèm thì full option nha các bạn. Nè, full option. Dây hút dây hồi này đầy đủ, nói chung đầy đủ. Rồi bây giờ tiếp mình lên máy xăng nha các bạn. Máy xăng đây, mẫu Kenshi nè. Mẫu này công ty họ báo giá là thanh lý đó bạn, chứ không phải cái giá bán đúng của nó là tới 1.3 triệu lần bạn. Thằng này nè, giá đúng của nó là 1.3 triệu nha các bạn, nhưng mà cái này công ty nó thanh lý nè, 1.1 triệu à. Đây bạn, có buli nữa nè, có một cái buli nè đó. Kenshi nha các bạn. Máy xăng con này là 6,5 người, quần tua là 3,600 nè, quần tua 3,600, 6,5 người nha. Công suất là 6,5 người. Máy xăng nha các bạn, có lên ga xuống ga, đóng e, đóng xăng, đóng gió rồi đầy đủ nha các bạn. Đó, đóng e, đóng xăng, đóng gió là có đầy đủ. Này, này. Rồi, động cơ là OHQ nòng xéo, bình xăng con là DJ da băng, nòng là nòng xéo nè các bạn. Đó, cốt là cốt thẳng nha các bạn, cốt thẳng. Quần tua của cốt thẳng là 3,600 nha, còn cốt xéo là 1,800 nha các bạn. Các bạn coi cho kỹ nha. Bình xăng là dày nha các bạn, bình xăng này bằng thép dày các bạn. Rồi giá của con này là 1,1 triệu cộng ship nha các bạn, tiền ship của nó khoảng 80.000 đến 100.000 tùy khu vực nha các bạn. Đây giá là 1,1 triệu nè. Loại này trên mạng người ta bán 1,3 triệu đó bạn, cho đến 1,4 triệu nha các bạn. Máy xăng không ai bán giá 1,1 triệu đâu, cho mình có đinh mới muốn mình khùng bán vậy. Rồi các bạn lấy số lượng 5-10 cái thì mình giảm tí đỉnh cho các bạn nha, không có giảm nhiều được đâu, giảm tí đỉnh thôi. Tại vì giá này mình thanh lý rồi, không có lời nhiều đâu các bạn. Rồi 1,1 triệu là cộng ship nha các bạn. Máy xăng Kenshi 6,5 người. Rồi cho qua đi em, cho qua em, cho qua, cho qua. Tiếp em, bỏ máy xăng tiếp. Rồi bạn, mình lên mẫu máy xăng Mitsubishi nha. Mẫu này giá của nó tới 1,6 triệu luôn bạn. Này nói chung là bên mình là công ty mình chuyên sang hàng thanh lý các bạn. Đây 1,2 triệu cộng ship nha các bạn. Mitsubishi, con này là lock của nó đẹp đó các bạn, lock dày này, lock đẹp này các bạn thấy không, lock bóng chì đẹp, dày các bạn, gõ nè bạn nghe nè, thấy không, gõ mà không nghe tiếng nó vọng lại luôn á, dày lắm bạn. Đó đó, lóc dày nha. Con này là Mitsubishi, giá là 1,2 triệu cộng ship nha. Đây bạn, tiền ship của nó khoảng 80.000 thôi bạn, không có mắc đâu. 1,2 triệu là cộng ship nha, tiền ship 80 đến 100.000 tùy khu vực. Động cơ là OHQ nòng xéo bạn, cốt thẳng có quần tua con này là 3,600 nha, tua nhanh, cốt thẳng là tua nhanh nha các bạn, nó phù hợp xịt thuốc rồi, gắn máy xịt thuốc rồi đó. Rồi Mitsubishi 6,5 người nha các bạn. Đây MS200 6,5 người, đóng xăng mở xăng này, đóng đóng gió mở gió, lên ga đóng dây đầy đủ nha các bạn. Rồi thì giá là 1,2 triệu cộng ship Mitsubishi bình xăng này dày. Rồi các bạn,
Thì giá cái loại này các bạn, thị trường của nó là 1 triệu 6 lần các bạn. Cái này công ty họ thanh lý là, nên là Đinh Mai muốn mình nhập rẻ giá thanh lý các bạn, nên mình bán thanh lý theo luôn. Chứ mình không có bán theo giá thị trường nha các bạn. Rồi, 1 triệu 2 cộng ship cho qua đi em. Tiếp em, lên hàng Yokohama. Đây bạn, Yokohama các bạn. Con này cốt thẳng cốt xéo em. Đây cốt xéo nha các bạn. Thì cái thằng cốt xéo này giá thị trường của nó, các bạn không tin các bạn cứ lên mạng xẹt đi nha. Giá thị trường nó là 2 triệu 1 lượng các bạn. Này này, 2 triệu 1 nha các bạn, cốt xéo này này. Nó mắc tiền các bạn, cốt xéo các bạn phải để ý cho mình. Nhiều anh em ổng cứ không biết các bạn, ổng cứ nói này nọ nhưng mà ổng không có rành các bạn. Nhiều ông cũng tội mà ổng không có rành. Thì cái thằng cốt xéo lúc nào nó mắc tiền hơn cốt thẳng nha các bạn. Nhiều ông cứ lấy cái thằng cái giá tiền này nè, ổng bì với lại thằng cốt thẳng các bạn. Thì cái máy xăng mà cốt thẳng các bạn cũng hiệu này luôn, mình bán có chiều 250 à, chiều 2 thôi. Chứ làm gì không có giá này đâu nha. Còn còn cốt xéo á là giá của nó tới 2 triệu 1 lượng các bạn. Mình bán có 1 triệu 7 thôi, cộng ship nha. Còn cái thôi nha các bạn, con này mình còn có 1 cái thôi. Nè nó ghi nè, còn đúng một cái trong kho hết rồi nha các bạn. Đó. Thì bữa mình giờ 50 cái là mình đi hết luôn. Yokohama nè các bạn. Con này là 7 ngựa rưỡi nha các bạn. Nó lớn hơn một ngựa, 7 ngựa rưỡi nha. Cốt xéo. Hoàng tu là 1.600 nha các bạn. Cốt xéo là 1.800 với lộn, hoàng tu là 1.800. Các bạn để ý cho mình cái chỗ này này, nó có cục này nè, bự chà bá này là gọi là cốt xéo nha các bạn, nó mắc tiền. Này giá thị trường của nó là 2 triệu 1, các bạn cứ lên mạng các bạn sẹt nha. Chứ mất công nhiều anh em hiểu lầm cứ nói sao mà ông bán mắc hơn người ta 100.000. Thì cái thằng cốt xéo này người ta bán 2 triệu 1 lượng các bạn, chứ đâu phải giá 1 triệu 7 đâu. Còn cái thằng mà cốt thẳng các bạn thì người ta bán 1 triệu 6 rồi đúng. Tại vì cái cốt thẳng đó mình bán có 1 triệu 250 à. Nhiều anh cứ vô kênh mình luôn kêu là mình bán mắc hơn người ta 100.000. Mà trong khi cái cốt thẳng mình bán có 1 triệu 2, 1 triệu 250 à. Cốt xéo này là mình bán 1 triệu 7. Mà cái giá mình nhập vô đã cao các bạn, thằng cốt xéo này giá nó cao hồi xưa giờ nha các bạn. Rồi, đó. Mình còn có 1 cái thôi nha. Cái này mình còn đúng một cái thôi nha các bạn, hết rồi. Đêm nay là ngày mai là chắc hết á. Rồi bạn, cho qua đi em, hết rồi. Phụ kiện nó đi kèm thì đi nó chỉ có chốt request, đùa cho hai cái chốt request luôn trời. Tiếp mổ buri này. Mà không có cái buri đâu các bạn, buri không có. Con này là cốt 19 phải không tụi em? Con này là cốt của nó là cốt 19 nha các bạn. Cốt 19 nha. 20 hả? 19. Con này cốt 19 nha các bạn. Yokohama nó xài cốt 19. 19 20 em, lấy thước kẹp anh. Đưa anh mượn thước kẹp thôi. Đo cho chính xác, con này nó chưa có bully đâu nha các bạn, không có bully đâu. Hãng nó không có cho. Cốt 19 nha các bạn, con này nó dùng cốt 19 á. Rồi vỡ xuống đi em. Bỏ lên em, bỏ lên tiếp bạn. Con Yokohama này là 6 người rưỡi nha các bạn. Đây, 6 người rưỡi mình mới dời hàng này. Hàng này là hàng dập nổi. Dập nổi Yokohama lên bình xăng này. Đây bạn, dập cõi nổi lên cái này là cái bô. Cái bô lửa này, dập nổi lên bô lửa này. Dưới nập dập nổi lên lên lóc nữa nè các bạn này. Đó, dập nổi lên lóc nữa nè, đó. Rồi, thì cốt xéo này là 1 triệu 6. Các bạn nhớ giùm mình nha, thằng này là cốt xéo nó mắc tiền nha. Mấy cha nội đừng có bì giá với lại thằng cốt thẳng giùm con cái. Đó, 1 triệu 6 30. Thì cái giá mình bán nó trùng với cái giá cốt thẳng các bạn. Cho nên mấy anh em cứ nói sao mà mình bán giá nó cao. Không phải các bạn, cốt xéo nó mắc tiền nha các bạn. Cốt thẳng nó rẻ. Đó, giá thằng này nó tới 2 triệu 1 lượng các bạn. Các bạn không tin các bạn cứ lên mạng sẹt các kênh khác đi các bạn. Giá nó 2 triệu 1 lượng, không có rẻ đâu. 2 triệu 1 cái đó. Rồi, 1 triệu 6 30 cộng ship nha các bạn. Tiền ship 80.000 đến 100.000 thì thu rồi các bạn à. Đó. Mình bán là mình ghi giá cộng ship luôn nha. Chứ mình không có bao ship bạn, chứ mình đâu ngu đi lấy tiền túi mình ra mình trả tiền ship cho các bạn. Các bạn mua hàng là các bạn là người trả tiền ship, tiền vận chuyển. Tiền vận chuyển là cái ví dụ cái cậu thanh niên này đi, cậu đó ôm cái máy này từ nhà mình đến nhà các bạn thì cậu đã lấy cái tiền công vận chuyển, đó gọi là tiền ship. Rồi. 1 triệu 6 30 nha các bạn. Con này là Yokohama 6 ngựa rưỡi cốt xéo nha các bạn. Hoàng tu là 1.800. 6 ngựa rưỡi nè các bạn. Đó. Hàng này là hàng xịn nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, Yokohama nó dập đây nè. Đây đó. Con này đố nào dám nhái. Nhái công an nó bắt ở tù chết mẹ luôn các bạn. Đó. Hàng công ty nó dập chữ nổi luôn nè các bạn. Hàng có nghĩa là hàng chính hãng luôn các bạn. Cốt xéo nè. Bạn biết cốt xéo là sao? Đó.
còn tua nó chậm. Tua nó chậm thì sao, nó mạnh hơn, nó tốc độ nó quay nó chậm nhưng mà nó mạnh nha mày. Đó là dùng những công việc nó nặng nhọc, nó nặng yêu cầu máy mạnh thì cốc xéo nó đáp ứng được nha mày. Quần tua nó gấp đôi, nó 1800 thì nó mạnh gấp đôi thằng quần tua 3600 đó. Rồi thì phụ tùng thằng này đi kèm nó cũng vậy thôi, nó chỉ có tiếp mổ buri thôi bạn, với chốt rivet thôi à. Chứ nó không có cái nó không có cái buri nha bạn. Cốt này cốt 19 nha. Rồi lóc là lóc chì dày nha bạn, lóc này dày lắm mà gõ không nghe, gõ mà không nghe nó quặn lại luôn mà đó. Rồi thì cho qua đem 1.630.000 cộng ship nha các bạn. Các bạn lấy số lượng thì mình tính giá mềm tí cho. Lên tiếp em. Tiếp bạn Yokohama. Đó, bây giờ mình qua cốt thẳng nè cho các bạn tranh luận với mình nè. Đây, đó cốt thẳng nè. Đó, bây giờ các bạn giá thằng này nó tới 1.600.000 rồi bạn, giá thị trường 1.600.000 rồi đây. Đây các bạn, người ta bán 1.600.000 mình bán có 1.260.000 đây nè. Đó, cho bạn chơi mắt chơi rẻ nó đi. Nhiều bạn cứ vô bình luận với nó, shop này bán mắc, người ta bán 1.600.000 à, ông được tặng đồ mình mà sao mình bán tới 1.600.000 mà không tặng gì. Thì các bạn biết rồi, thằng này là cốt thẳng nha các bạn. Nè Yokohama 6.500.000, cốt thẳng nè. Thì cốt thẳng nó rẻ hơn cốt xéo bạn, đây bạn thấy không? Đó, cốt thẳng này. Giá con này nó tới 1.600.000 lượng bạn, đúng giá 1.600.000 đó bạn. Mình bán 1.260.000 nha. Đây, cộng ship nha các bạn. Đó, cộng ship. Tiền ship khoảng 80.000 nha các bạn, đến 100 tùy khu vực. Con này mấy ngựa em? Đây bạn. Ai 6.500.000 nha các bạn, con này là 6.500.000 nè. Đó, Yokohama 6.500.000. Quần tu con này là quần tu của nó là 3.600.000 nha các bạn. Yokohama này nó là hàng Việt hợp tác Nhật Bản các bạn, Việt Nhật hợp tác này. Lắp ráp nè các bạn. Đó. Tại sao gọi là Việt Nhật hợp tác bạn? Đó là Nhật Bản với Việt Nam hợp tác mà. Lắp ráp. Gọi là Việt Nhật hợp tác. Rồi, nghiêng ra đây em. Yokohama 6.500.000 quần tu 3.600.000 nha các bạn. Thì nó có đóng xăng nè. Đóng xăng nè. Lên ga nè. E gió nè bạn, đó. Ở cái này là e gió chứ lộn. Đó, lên ga nè. E gió. Là lên ga đây, đó. Rồi. Công tắc nằm đây. Đây bạn, tắc nè. Đó. Lóc này là lóc chì các bạn, dày nè. Gõ nè, nghe mình gõ nè. Thấy không? Chù quá, lóc gõ mà không nghe nó quang lại luôn bạn. Rồi nghiêng qua. Lóc này nó có dập chữ da băng nè. Rồi lóc dày nha, bóng chì, động cơ là OHQ nòng xéo các bạn. Đây. Thì con này nó cải tiến cái chỗ này nè các bạn à, cái nắp gió của nó nè cải tiến nè. Đây các bạn. Nó cải tiến các bạn biết hay gì không, là khi mà hút bụi vô các bạn, bụi nó vô trong này nè, nó dơ các bạn. Nó dơ là mình nhìn ở ngoài mình nhìn vô là mình phát hiện liền, để mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch các bạn. Chứ không bụi nó hút vô trong này là nó hư máy các bạn. Nó hút vô trong máy là nó lột nòng bê tông nha. Đó. Rồi, đó, giá là 1.260.000 cộng ship nha các bạn. Bán chạy lắm mà, loại này mình dời 100 cái là mình đi hết trong vòng 2 ngày thôi bạn, bán chạy cực kỳ luôn. Rồi, cho qua đi em. Tiếp lên mẫu Toyota đi em. Đây bạn, mình lên mẫu Toyota nha. Hàng này cũng là hàng Việt Nhật hợp tác luôn mà. Đây. Giá là 1.150.000 cộng ship mà. Nghiêng lại em, nghiêng lại. Con này là 7.500.000 nha các bạn. Động cơ máy xăng này là 7.500.000 Toyota này các bạn. 7.500.000 rồi. Khó xăng lên lên đóng e đóng gió, lên ga lên gió, đắp gì đầy đủ hết nha các bạn. Rồi. Đá bô đá móc hơ bô móc số rồi là đầy đủ hết. Lóc con này là lóc chì nè các bạn, nè, dày nè. Nghe mình nè. Đó. Đó. Vậy các bạn, hàng này cũng là hàng Toyota Việt Nhật hợp tác nha các bạn nè. Việt Nhật hợp tác nó dán cái tem nè. Nè các bạn, đó. Thẳng nè, đẹp. Rồi 7.500.000 nha, cốt thẳng nha các bạn. Con này là cốt thẳng, quần tu là 3.600. Cốt thằng này là cốt 20 nha các bạn. Đây. Cốt 20 nha.
để mình đo thử coi phải không. Đúng rồi các bạn, cốt 20 nha các bạn. Con này đúng nó là cốt 20. 7 ngựa rưỡi. 7 ngựa rưỡi nha. Con này chắc chắn sẽ bán chạy nè. Con này mình dời mới dời ngày hôm nay, mới dời mẫu này mới dời thôi các bạn à. Đó, 7 ngựa rưỡi nè. Cốt 20. Thì phụ kiện nó đi kèm thì nó có chốt request thôi các bạn à. Đó. Dày lắm bạn. Hàng hợp tác giữa Việt và Nhật. Toyota. Rồi. Máy xăng. Đù. Giật nhẹ lắm bạn. Ngon, được. Rồi, thì giá con này rất là im luôn nha các bạn. Con này nó giá nó 1.6 triệu lận bạn à. Giá thị trường con này không có rẻ đâu bạn. 1.6 triệu lận. Mình bán 1.150.000 nha các bạn, cộng ship nha. Cộng ship giúp mình. 1.150.000 nha các bạn, nghe cho kỹ giùm mình cái, chứ không phải 1.6 triệu đâu nha. Giá thị trường nó 1.6 triệu thôi, chứ mình bán 1.150.000 thôi. Lời mua được 3 lon bia thôi các bạn. Đủ 3 lon bia đủ uống là mừng rồi. Ba cái đồ mới này mình bán cho vui thôi bạn, chứ không phải cơm áo gạo tiền gì đâu. Mình là chuyên hàng bãi thôi. Rồi. Rồi bạn, 1.150.000 cộng ship nha các bạn. Rồi. Con này là 7 ngựa rưỡi luôn trời, mà giá 1.150.000 mà lóc là lóc chì nữa, lóc bóng đẹp nè, dày nè. Con này rất là thơm luôn bạn. Giá con này 1.6 triệu các bạn à, giá thị trường của nó không có rẻ đâu. Rồi. Các bạn 1.150.000 cộng ship nha. Các bạn lấy số lượng từ 5 cái 2-3 cái đổ lên thì mình sẽ giảm một tí cho các bạn nha. Giảm một tí thôi chứ không giảm được nhiều nha các bạn, tại vì mình đợi giá thấp rồi. Rồi cho qua đi. Tiếp tục bỏ cưa đi em, bỏ cưa cưa điện với cưa binh cho anh luôn, hai cái. Bỏ qua đây luôn, bỏ cưa. Bỏ đây, bỏ đây. Rồi bỏ lấy cái cưa xăng lên đây, lấy cưa xăng lên cho anh. Tiếp bạn, mình dời mẫu cưa xăng với lại cưa điện nha. Thì đây, tương lai là cưa điện nó sẽ đánh bại cái cưa xăng nha các bạn. Nếu mà những cái phân khúc mà người ta leo lên cây các bạn, ráp bên vô đầu, ráp bên vô. Những cái nơi các bạn mà người ta leo lên cao các bạn à, là người ta vừa sẽ sau này người ta sẽ dùng cưa binh hết đó các bạn. Người ta không có dùng cưa xăng được nữa đâu. Nếu mà tương lai các bạn, đây. Thì cái cưa binh này các bạn à, cái binh nó bự lắm nha các bạn. Binh của nó là binh 15 nè. Các bạn thấy không? Rồi cục sạc nè. Đây. Rồi hai binh nha, hai binh. Buồn má nặng chứ trời. Hai cục binh nha các bạn. Đó, hai cục binh. Một cái lưỡi. Đây các bạn, một cái lưỡi ba tấc nha các bạn. Một cái này là xích nè. Giấy của nó nè. Hàng này thì chất lượng bao cho các bạn luôn, tại vì mình dời cái mẫu này nó công ty nó có chào cái loại mà 1.000.000 một cây nữa, mình không có lấy các bạn. Cái loại đó thôi mình không có lấy nha. Mình cho thêm mấy trăm ngàn nữa lấy cái loại này, nó chất lượng hơn các bạn. Tại vì cái loại màu đỏ, cái loại đó là màu đỏ đen các bạn, nó có 1.000.000 một cây thôi. Nhưng mà nó không chất lượng các bạn, mình không chơi. Đó. Em lấy cục binh của em đi em. Thì tương lai cái thằng cưa binh này nó sẽ quýnh bại thằng cưa xăng đó các bạn à, cưa xăng kia kìa. Các bạn biết sao không? Nó không ồn này. Nó không phải pha xăng này. Nó không phải pha xăng pha nhớt bạn, mà leo lên cao bạn nè, leo lên cao. Ví dụ người ta leo lên cao hay người ta leo lên mấy cái ngọn cây các bạn à, ta cầm cái này nó nhẹ hơn, nó gọn hơn. Thấy không? Nó gọn hơn các bạn, nó nhẹ hơn nữa. Rồi. Đây bạn, bên mấy đứa đang dùng nè các bạn, nó nhỏ hơn các bạn nè. Các bạn thấy không? Nè, tháo ra em, tháo này ra. Bạn thấy bên của nó không? Bên này có đèn nha các bạn, nè, báo đèn nè. Nè bạn, thấy báo đèn không? Đó. Bạn nhìn cái bên mấy đứa nhỏ đang nhà mình đang dùng nè. Nè, thấy không? Nè, nó nhỏ hơn các bạn. Thấy nó nhỏ hơn không? Bên này nó to hơn các bạn, nó gấp đôi luôn, thấy không? Đó, bên to nha. Rồi, khi con cưa binh này làm bữa mình dời công ty nó đưa mình con cái quay mẫu rồi bạn, quay mẫu trước rồi. Hôm nay mình dời được số lượng rồi nè. Giá là 1.270.000 bao ship nha các bạn. Bao ship luôn, tại các bạn biết sao mình bao ship không? Cái cưa binh này nó nhẹ bạn, tiền ship của nó mấy chục ngàn à, nên mình bao cho các bạn luôn. Tiền ship mấy chục ngàn thôi. Nó nhẹ bạn à, nó có 3 kg à, cho nên tiền ship của nó tầm 30 thôi. Nên là mình bao ship cho các bạn luôn nha. 1.270.000 bao ship luôn. Đó. Rồi, thì đây mình giờ mẫu cưa xăng mới nữa nè các bạn. Cho cưa binh qua đi em. Cưa binh qua đi. Đây bạn, cưa xăng mới nè, mẫu mới nè. Mẫu chai xanh hàng tàu nội địa luôn. Cái cưa xăng này các bạn để ý biết giống cái cưa gì không? Cưa bãi đó bạn.
cưa bãi mà mấy hôm mình hay bán mà củ xì mà hàng mình kêu hàng tàu xuất Nhật á, mà 800 ngàn là nó đó bạn, là thằng này nè, đó là thằng này luôn á bạn. Thì thằng này, thì thằng này là mới nha, nó là hàng tàu xuất quốc tế bạn, 1.180.000 bao ship đó, 1.180.000 bao ship nha. À, dữ à. Hơi dữ à. Rồi thằng này có lê gió tự động luôn nè, lê gió tự động này đó, kéo lê lên là bóp ga tự nó bung, có khó lam này đó, đó đầy đủ các bạn. Rồi con này nếu mà hàng tàu xuất Nhật các bạn, giờ Việt Nam mình nó củ xì là mình bán 800.000 nhớ không, thì nó thiếu phụ kiện tùm lum hết tại hàng bãi mà, nhưng mà con này thì đầy đủ nè, làm xích nó đây, phụ kiện đầy đủ nha các bạn, làm 3 tấc đây bạn, làm nó đây, làm 3 tấc này đó, làm 3 tấc nha. Có vũ nè, có tiếp mở buri với lại lục giác nè, xích nè, giấy nè, đồ nè, đồ đợi đông xăng nè, đó phụ kiện nó là full option nha các bạn. Rồi thì con này giá của nó là 1.180.000 bao ship nha các bạn, cưa chai san mini, cưa này là nặng 3kg nha, nặng đúng của nó là gắn phụ tùng đầy đủ luôn là nặng 3kg đó bạn, gắn hết phụ tùng vô luôn á là nặng 3kg, đúng 3kg, cưa xăng hai thì, xăng pha nhớt, đợi giật hơi lên em, chưa có xăng đâu, lỗ này nổ giòn đó bạn, bao giòn, không lấy tiền nha các bạn, lỗ này nổ bao giòn luôn, không giòn, không lấy tiền, nó là hàng xúc tàu, tàu xúc Nhật mà bạn, thằng này nó xúc pha xăng Nhật, hàng Nhật bãi giờ y chang vậy luôn bạn, hàng tàu xúc Nhật y chang vậy luôn nè, giống 100% luôn bạn, hàng tàu xúc Nhật á. Thì thằng này nó cũng còn toàn tiếng Anh thôi bạn, này, đó. Rồi thì cái thằng tàu xúc Nhật nó cũ gơ xì gấm ồm là chứ 800 rồi bạn, không, con này nó có nhiêu, 1.80.000 qua để luôn. Rồi cho qua đi em. Ây da, ây da, ây da. Rồi bỏ không binh, rồi ráp binh vô luôn em, ráp binh vô luôn. Hàng này thì khỏi nói rồi bạn, hàng phải nói quốc dân bên mình luôn, một ngày mình đi mấy chục cây loại này nè. Đây bạn, súng bắn bu lông, cái này mấy anh em làm nông cơ nên mua loại này nha, chạy im nha. Đây các bạn, có đèn, có đèn báo nè, động cơ này là lỗi đồng 100% nha các bạn, lỗi đồng không chỗ than, động cơ là không chỗ than lỗi đồng nha các bạn, 100% là lỗi đồng luôn á, là cái lỗi này nè, cái động cơ con này nè, nếu mà lỗi trong vòng 6 tháng lỗi lỗi là công ty họ đổi cho mình luôn á, bảo hành, có bảo hành luôn đó, lỗi là công ty họ đổi luôn. Loại này mình đang dùng bạn, mình dùng 2 năm rồi chưa hư bạn, mình đang dùng loại này luôn bạn, mình vừa mua vừa xài luôn đó. Thì phụ kiện nó đi kèm là 2 binh, 1 sạc vậy thôi, với một cái tẩu này bạn, một cái điếu tẩu này, 2 binh 1 sạc. Loại này mình quốc dân bên mình bạn, ngày nào mình cũng đi cả, nói chung là bán cực kỳ chạy luôn, loại này bán chạy lắm. Cái này vừa bán bu lông vừa bán quýt luôn, nó phù hợp cho mấy anh em làm nông cơ bạn, sửa máy cưa gắt cỏ nông cơ đồ á, làm những công việc nhẹ đồ, tháo sửa xe đạp đồ dễ các bạn, còn các bạn sửa xe máy thì cũng được, nhưng mà tháo động cơ tháo máy rồi thôi, còn mà tháo bánh xe thì các bạn phải mua cái súng bự hơn. Rồi cho qua đi em, cho bình 4 thì lên đi em, bình 4 thì lên đi, bình 4 thì đi em, bỏ bình 4 thì lên cho anh. Đúng rồi, bỏ bình 4 thì lên, bơi lại gần đây nè em, đặt bơi lại gần đây hết luôn, bơi lại gần hết luôn em. Đây bạn, mình dời mẫu bình 4 thì nha các bạn. Mấy bạn hay hỏi nè, bình xịt thuốc động cơ 4 thì, thì đằng này nó là đời quan luôn bạn, hiệu của nó là đời quan luôn á đó, đó của cái ông Ba Tàu, công ty Ba Tàu đó bạn à. Người Ba Tàu nhập về á, hàng tàu luôn á, nói chung nó là hàng tàu địa luôn, tàu nội địa bến luôn các bạn, hàng ông Ba Tàu ông nhập về ông bán luôn. Đây, hàng này là chủ giám đốc công ty là người Ba Tàu luôn. Bơm nó là bơm vuông nha các bạn. Đó. Và hai cái cây cần xịt này là mỗi bên là dài khoảng tầm 40 các bạn. Nói lại là thành 80. Nè các bạn, nói lại này. Là thành 80 nha. Đó. Phụ kiện nó đi kèm thì nó đầy đủ các bạn à. Đây dây nè. Đó, dây với đồ mở đầy đủ nha các bạn. Này, khó mở. Thì con này là Mitsu The One.
35 sơ sơ. Tum là tum lớn nha các bạn, nghiêng này, nghiêng qua em, nghiêng lại. Đúng rồi, tum là bự nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Tum to. Tum này là gắn cắt cỏ được luôn nha các bạn. Gắn vô cắt cỏ thì các bạn phải gắn tum bự nha. Tum của nó là tum 330 nha các bạn, 430 là tum này. Đó. Cái này là bơm, là bơm vuông nha. Rồi. Bình xịt này là nó chứa là được 25 lít nha các bạn. Đó. Rồi qua bên này. Lên ga xuống ga là đầy đủ các bạn. Rồi công tắc nằm đây. Đó. Ở trong đó có gì nữa đâu. À đừng có rút nó ra em. Gắn vô luôn. Cái này là cái lọc thuốc, đừng có rút ra. Rồi bình là bình 25 lít. Động cơ là 4 thì 35 H35 sơ sơ. Nòng 40 ly các bạn này. Đó, động cơ 4 thì nha. Chưa có nhớt gì đâu các bạn. Nè, đổ nhớt đây, đổ xăng đây. Là không có pha nhớt nha các bạn. Động cơ 4 thì, đó. Mitsubishi The One. Rồi cần của nó là dài khoảng 80 các bạn. Ủa, cần này hơn á, hơn 80 các bạn. Cần này khoảng tầm mét, mét hơn các bạn, hơn mét. Ủa. Cần này hơn mét đó các bạn, tầm mét 2 các bạn à. Cần này dài khoảng tầm mét 2. 3 mét. Đó, 3 mét này. Rồi. Thì phụ kiện nó đi kèm này vậy, đó gồm những cái phốt phiết đồ vậy các bạn, nắp đồ này. Hai cái này bằng đồng này các bạn. Cái này bằng đồng luôn nè các bạn, đồng thau luôn này. Nè. Bơm là bơm vuông nha các bạn, bơm vuông đó. Giá thị trường con này nó tới 2 triệu nha các bạn, 2 triệu hơn đó các bạn à. Cái này là giá mình bán là nó rẻ lắm rồi các bạn, 1 triệu 850 ngàn cộng ship nha. Cộng ship, tiền ship con này khoảng tầm 70-80 ngàn thôi. Tiền ship của nó các bạn, 70-80 ngàn thôi. Một cái đó các bạn. Còn hai cái thì tiền ship mình bao ship cho. Các bạn lấy hai cái thì mình bao ship cho nha. Loại này nè. Loại này nè các bạn, lấy hai cái mình bao ship cho. Rồi, cho qua đi. Rồi mình quay qua mẫu. Bơi xuống đi Đồng ơi, bơi xuống đi. Bình điện nha các bạn. Bình điện 4 thì. À lộn, bình điện không có động cơ. Động bơm chứ nó là motor bơm thôi. Bình này là 625.000 bao ship nha các bạn, một bơm. Bình ắc quy là bình tháo rời. Này. Đây các bạn, đó. Có sạc này các bạn. Sạc này là sạc tự ngắt nha các bạn. Bình này nó tự ngắt. Này. Có báo đèn luôn nha các bạn. Này. Đó. Rồi thì phụ kiện nó đi kèm nó có sạc này. Rồi nó có đầy đủ các bạn. Bét phun đồ là một dồi, hai dồi, ba dồi, bốn dồi là có đầy đủ hết nha các bạn. Rồi, cần của nó đây. Con này là bình tháo rời được nha các bạn. Rồi, bình nó này. Đó, bình là tháo rời được nha. Đó, bình nó nằm trong đây. Rồi. Rồi, cho qua bình hai bơm đi. Được rồi. 625.000 là bao ship nha các bạn, một bơm. Rồi, bây giờ mình qua bình hai bơm mà. Bình hai bơm này. Hai bơm này là giá là 825.000 các bạn, bao ship. Nè, 825.000 bao ship nha, bình hai bơm. Thì cái bình hai bơm này nó hay ở chỗ này các bạn, là nó có nó thay được bình ắc quy ra luôn nè. Tháo bình ắc quy ra luôn. Đó, bình ắc quy nó đây các bạn, to đùng luôn. Thấy không? Bình ắc quy to lắm. Đó, bình hai bơm này mình bán chạy lắm bạn. Bình ắc quy to lắm nha. Rồi. 825.000 là bao ship nha các bạn. Thì cái này nó hai bơm nha, nè hai bơm. Đó, hai bơm nè. Nó phục nước ra liền. Có báo đèn nè các bạn. Tắt nè, tắt một bơm nè, tắt hai bơm. Rồi có chỉnh nè. Đó. Rồi có sạc, sạc là tự ngắt nha các bạn. Đây. Sạc phụ tùng nó đi kèm trong đây là đầy đủ nha các bạn. Này. Phụ tùng nó đi kèm là đầy đủ hết. Phốt phiết là đầy đủ hết nha các bạn. Phun option á. Nói chung là không thiếu gì hết nha. Phụ kiện nó đi kèm là đầy đủ hết. Dồi sen rồi là đầy đủ hết nha các bạn. Đó, dồi sen rồi dây rồi là đầy đủ hết. Con này nó có cái ưu điểm rất là hay luôn mà. Bình ắc quy là tháo ra. Đây bạn, bình ắc quy nó này. Đó, nghiêng xuống ở đầu. Nghiêng xuống đây. Loại này mình bán chạy lắm bạn. Nó hay ở chỗ này. Đó, bình ắc quy nó này. Đâu. Rút ra một phát là đút vô cái khác đùa cực kỳ nhanh luôn. Nhanh, gọn, lẹ. Đúng là hay lắm bạn. Cái này các bạn nào mà có xe đạp điện mà dư dư mấy cái bình này nè, mang ra đồng đúng là mang chục cái bình theo vậy. Tao hồ xịt, xịt cả ngày luôn. Đu mà hay lắm bạn nè. Thả vô thôi, không cần nối dây gì hết nha. Ở bên trong là nó có hai cái chấu.
bạn thấy không, nó hay có cái hai cái chân, hai cái chân nó làm bự lắm nha các bạn, nó làm to lắm, tránh trường hợp sau này nó mòn các bạn, nó làm chân to lắm. Rồi cái này hay cực kỳ luôn á trời ơi, đó quá hay luôn. Rồi 825.000 bao ship, rồi cho qua nha, bỏ cái bình xịt thuốc hai thì lên ra. Rồi bây giờ mình qua bình xịt thuốc, mình qua bình xịt thuốc động cơ hai thì nha các bạn. Con này là 1.4 triệu cộng ship nha, ao hao đời quan hiệu 2 đồng tiền này. Đó cái này cũng là ông giám đốc là người Ba Tàu công ty, ông nhập từ bên Tàu giờ ông bán luôn nha các bạn. Rồi thì con này nó hay cái là ổ giật thằng này là trợ lực gọn nha các bạn, gọn nè, nó là trợ lực nhưng mà nó gọn mà, đó trợ lực gọn nha. Rồi thì cái này là bơm, này là một bơm ở lộn cái gì, đâu phải máy điện đâu mà một bơm, bơm vuông chứ lộn bạn, bơm vuông nha, bằng đồng thâu luôn này, đó bơm vuông này, tâm là tâm 260 các bạn à, nè đó tâm 260 nha. Rồi tháo cái này ra gắn vô các cỏ là vừa luôn bạn, tâm 260 đó. Rồi bình của nó là 25 lít nha các bạn, loại này là 1.4 triệu cộng ship nha các bạn, đây 1.4 triệu cộng ship này, lấy hai bình là mình bao ship nha các bạn, lấy hai cái là mình bao ship cho, còn giá một cái là 1.4 triệu cộng ship giúp mình. Đó rồi cần của nó đây các bạn, cần nó này, cần mà nối lại là thành mét 2 nha các bạn, đó nối lại thành mét 2, động cơ là hai thì nha các bạn, xăng pha nhất các bạn lưu ý nha, còn các bạn mà thích động cơ 4 thì lúc nãy mình quay rồi đó, động cơ hai thì xăng pha nhất, phụ kiện nó đi kèm là đầy đủ các bạn đây. Đó đầy đủ nha, không thiếu gì luôn, dây đeo rồi đầy đủ nè, nói chung là full option nha các bạn, phụ kiện nó đi đèm đi kèm là bỏ hết trong thùng rồi nha các bạn, full option không thiếu một cái gì nha các bạn, còn cái gì cũng có trong này hết á. Rồi bỏ lại đi, rồi bỏ cái cần nó vô đem, coi dừng dậm ra cong cái cần bây giờ, có tăng chỉnh rồi nè các bạn thấy không. Rồi bỏ con máy rải phân xả lúa lên nha, thì máy rải phân xả lúa đợt này nó lên 30.000 nha các bạn, giá là 1.5 triệu nha, 1.5 triệu bạn, lúc trước là 1.470.000, đợt này nó lên là 1.5 triệu nha các bạn, nó lên 30.000 tại vì đang vô mùa xả phân xả lúa rồi bạn, đang vô mùa rải phân xả phân xả lúa nha các bạn. Thì máy này là bán cực kỳ chạy luôn bạn, hàng quốc dân nha bạn, Mitsu The One 2 đồng tiền này, hàng này mình bán chạy lắm mà, mình chạy cực kỳ luôn, nó là Mitsu The One 2 đồng tiền. Bình con này là bình bơi hết đồ ra đi em, bơi hết đồ ra, bình 20 mấy lít đây em, 26 lít nha các bạn nè, bình 26 lít đó, có sùng nè, bơi hết đồ ra em. Con này nó phun khử trùng được luôn nha các bạn, không có riêng gì, nó vừa xả phân xả lúa nè mà vừa phun khử trùng được luôn. Đây các bạn nè, nó có dòi nè, dòi phun nước nè bà, đây đó cắm vô đây nè, đây dây này cắm vô, cắm vô đây các bạn là để phun khử trùng luôn luôn, đó cắm đây nè là phun nước được luôn nha các bạn nè, phụ kiện của nó đi kèm nè, đầy đủ nha các bạn, đó là phun nước là hình như dặn vô đây nè bạn, nè dặn vô đây, đó dặn vô đây các bạn, đó là lợi lấy nước nè, phun nước luôn nha các bạn. Rồi thì nó có đồ để mình bỏ vô đây mình phun nước được luôn, phun khử trùng được luôn. Rồi em kéo đi, kéo đi đồng đồng không, kéo 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 đúng rồi, đó bạn thấy không, họng của nó nè, họng là họng máng trượt nha các bạn nè, trượt xuống nè, rồi kéo lên lại, kéo lên lại đó. Rồi rồi thì cái này là giá là 1.5 triệu cộng ship nha các bạn, tiền ship là 120.000 nha các bạn, tiền ship của con này á 120.000 đó. Con này vừa rải phân nè, vừa xả lúa nè, vừa phun voi nè, vừa phun khử trùng nè, phun thuốc được luôn, nói chung là phun khử trùng rồi phun thuốc được luôn, là nó đó bạn, Mitsu The One 2 đồng tiền này đó. Cái công ty này là ông giám đốc là người Ba Tàu luôn đó bạn. Rồi hàng tàu nội địa luôn mà nhập về á đó. Đó bạn thì bỏ ráp vô đầy đủ đi, 1.5 triệu là cộng ship giúp mình nha các bạn, tiền ship của nó tầm hơn 100 đó bạn. Loại này bữa mình dời 50 cái là mình đi gần hết rồi bạn, mình còn đâu khoảng chục cái nữa thôi à. Nói chung là bán chạy lắm. Rồi hết rồi.
Rồi thôi bạn, hôm nay mình giờ mình đi đóng hàng thôi bạn, tranh thủ cho Viettel họ lên bắt hàng. Đây hàng hôm nay đi nè bạn, chuẩn bị đi nè bạn, đó hàng đi nè, đây, đó, rồi, bưu tá đang dán phiếu nè bạn. Rồi thôi chào tạm biệt các bạn nha, chúc anh em một buổi tối mạnh khỏe nha bạn, gặt khá nhiều thành công trong công việc, cố gắng vượt qua nha. Rồi xin cảm ơn và tạm biệt các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Đinh Ba Búa mình rất nhiều trong thời gian qua nha. Rồi xin cảm ơn các bạn.